Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B. Đó chính là chiếc xe Honda City. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, nhưng đây chiếc xe này là model của 2015 rồi quý vị bạn nhé. Chiếc xe này đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chạy chuẩn 8.200.000 km quý vị và các bạn ạ. Và đặc biệt là chiếc xe này đã được chủ xe độ thiết kế lại, độ lại rất là đẹp quý vị bạn nhé. Rất là nhiều đồ xịn, đây nhìn thì quý vị bạn biết là từ phần đầu này. Phần đầu này là quý vị bạn thấy được là phần những cái phần đèn này là chủ xe đã độ hết rồi, phần đèn này. Đèn gầm, đèn hậu, toàn bộ về cái phần đèn hậu, đèn sau và đèn gầm. Và toàn bộ body kit thể thao quanh xe Moduno quý vị bạn nhé. Đấy, độ lên rất là nhiều. Kể cả lốp, la răng, các thứ này là đều được thay đổi độ hết lên và rất là nhiều tiền. Và cũng xin thông báo với quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn nào mà không thích cái xe độ như này, muốn về nguyên bản thì cũng rất là đơn giản thôi quý vị bạn nhé. Bây giờ rất là nhiều người đang muốn độ như thế này, giờ chỉ cần về nguyên bản cái thì đơn giản thôi quý bạn ạ. Cho nên là quý vị các bạn nào thích nguyên bản thì cũng đừng có ngại nhé. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Honda City số tự động model 2015 này thì chúng tôi đang bán với giá là 368 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Honda City 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City model 2015 này ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Honda City model 2015 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe này quý vị bạn nhé. Đấy, đây là về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Về phần ngoại thất thì quý vị các bạn nhìn thấy đây ạ, chủ xe đã độ lên rất là nhiều thứ rất là đẹp rồi quý vị bạn ạ. Đấy, độ thêm từ body kit thể thao quanh xe cho đến những cái cặp la răng này, bộ la răng. Đấy, bộ la răng rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đầu thì quý vị bạn thấy được luôn ạ. Chủ xe đã độ thêm toàn bộ về cái đèn gầm này, đèn led ban ngày này. Đấy, đèn led ban ngày rất là đẹp quý vị bạn nhé. Đèn gầm, đèn pha này thì là đèn pha nguyên bản của xe đây quý bạn này. Đèn pha nguyên bản còn rất là mới đây quý bạn nhé. 2014 mà đèn pha này là cái bộ đèn pha là nguyên bản, chứ đèn gầm thì độ chứ đèn pha là nguyên bản quý bạn nhé. Đó, rất là mới, rất là đẹp này. Body kit thể thao quanh xe. Một chiếc xe Honda City model 2015 rất là đẹp đấy ạ. Body kit thể thao quanh xe Modulo đấy ạ. Đấy. Và dàn lốp này, cả một cái dàn lốp Michelin cùng với cặp và cùng với dàn la, bộ la răng này đều độ lên rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, độ lên rất là đẹp rồi quý bạn ạ. Rất là thể thao, nhìn rất là đẹp từ body kit này cho đến những cái đuôi gió này đều rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đây, chủ xe độ full body đấy ạ. Nhìn về đằng sau này thì quý vị các bạn thấy cũng rất là đẹp đúng không ạ? Từ những cái cặp đèn hậu này cho đến đèn led bên dưới này. Đấy, đèn hậu, đèn led này rất là đẹp rồi quý vị bạn nhé. Rất là thể thao, ống bô cũng độ to hơn, ống bô thể thao. Đấy, rất là đẹp luôn, từ đuôi gió này cho đến body kit. Nhìn chiếc xe khác hẳn luôn quý vị bạn ạ.
Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2014 với model 2015 đây các bạn nhé. Model là 2015 rồi. Đấy, rất là đẹp. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản đấy ạ. Cái phần nước sơn đấy ạ, nước sơn đây, phần nền, phần nước sơn còn rất đẹp, rất căng các bạn nhé. Đây là cái phần nước sơn này, bên sườn, sườn bên phụ, sườn bên lái đều rất là đẹp rồi. Về phần ngoại thất thì quý vị các bạn thấy đây ạ, độ full body, độ rất là đẹp, độ body kit, độ toàn bộ hệ thống đèn. Đấy. Về phần ngoại thất thì ok rồi, sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái ra cho quý vị và các bạn cùng xem về cái cánh cửa phía trước này. Đấy. Cánh cửa phía trước này, từ keo chỉ nguyên bản này, keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa trước bên lái này còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết là nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên. Và nhìn về bên trong đây quý bạn thấy đấy ạ, chủ xe cũng đã dán những cái phần carbon này, giả carbon thôi ạ. Bên bậc cửa này đều rất là đẹp, trải sàn da đầy đủ rồi. Ghế da rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chủ xe độ cả trong cả ngoài. Đấy, rất là đẹp luôn. Vô lăng tích hợp điện thoại rảnh tay này, sang số thể thao trên vô lăng này. Đấy. Đồng hồ công tơ mét thì là 8.2 này, chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, chúng tôi mua tại nhà chủ xe là tôi có video quay tại nhà chủ xe các bạn nhé. Đấy, cho quý vị các bạn thể yên tâm. Đây, cụm điều chỉnh gương. Đấy, dán hết tất cả những cái giả carbon này, này rất là đẹp. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị bạn nhé, chiếc xe được sản xuất năm 2014 này. Đấy, model là 2015 rồi. Rất đẹp từ những cái phần nỉ này, phần trần này đều rất là đẹp nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Keo chỉ còn nguyên bản luôn này. À, đây là những cái phần keo chỉ còn nguyên bản này. Keo chỉ cánh cửa phía sau còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên. Và cái phần nội thất đằng sau đây quý vị các bạn thấy này, rất là mới, rất là đẹp từ những cái phần trần này, phần nỉ này, ghế da này. Đấy, ghế da rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option bên trong nhé. Về Honda City thì đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi, cho nên là ngồi sau cũng thoải mái thôi. Đây là cái vô lăng. Đấy, vô lăng còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Vô lăng chạy 8.2 chuẩn đấy ạ, chúng tôi không tua đâu nhá. Đấy, vô lăng này, cái logo trên này rất là mới này. Logo này thì chủ xe cũng độ theo thôi, chứ còn không phải logo nguyên bản đâu ạ. Và chủ xe đã dán rất là đẹp này, độ hết dán giả carbon này. Đấy, viền trên này, vô lăng tích hợp điện thoại rảnh tay này, tích hợp điện thoại rảnh tay trên vô lăng này. Đấy, sang số thể thao trên vô lăng. Đấy, sang số thể thao trên vô lăng quý vị bạn nhé. Đấy, và đồng hồ công tơ mét là 8.2 chuẩn luôn đấy ạ. Và xe cũng đã được trang bị đầy đủ là cái màn hình giải trí đa phương tiện này quý vị bạn nhé. Xem USB này, camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ. Và hơn nữa là chủ xe đã lắp cam hành trình. Đó. Alo anh Hà. Alo em đây. Em đây, em đây. Dạ vâng vâng. Dạ vâng vâng ạ. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé.
Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái cốp sau quý bạn nhé. Đây, cốp sau chủ xe đã độ thêm này. Bên cái này là cái độ thêm bắt cái đuôi gió đây quý bạn nhé. Cái lỗ này là bắt đuôi gió này. Keo chỉ nguyên bản luôn quý bạn nhé. Ốc cốp sau này còn nguyên này. Riêng về xem về cái xe Honda City thì cái cốp sau rất là thoáng này quý bạn này. Phiên bản City thường số tự động đấy, cốp sau rất là thoáng. Đâm đụng hay va chạm thì chúng ta nhìn đây chúng ta biết ngay là có làm hay không ạ. À, nhìn rất là dễ thôi. Đây, cái cốp sau. Đây là cái cốp sau quý bạn nhé. Rất là sạch sẽ. Và thưa với quý vị các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không chạy dịch vụ nhé. Nếu như chạy dịch vụ thì cái cốp sau này nó rất là bẩn. Đấy, và vì để đồ hành lý của khách, chiếc xe này thì không chạy dịch vụ thế nào cả quý bạn ạ. Chúng tôi cam kết luôn. Đấy, lốp sơ cua này, còn rất mới này. Kích đầy đủ luôn. Đấy, nhìn đằng sau này nếu như đâm đụng hay là va chạm gì là chúng ta cũng có thể biết được. Nếu như làm nhé, nếu như làm lại thì vẫn có vết nhé. Đấy, còn nguyên và còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đèn đóm thì độ rồi, chủ xe độ lên rất là đẹp rồi. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, phía sau bên phụ này. Keo chỉ cốp sau này. Ốc bản lề cốp sau này. Alo, em nghe đây ạ. Dạ. Vâng vâng, em có anh Dương ở nhà rồi, em đang bận một tí, em không ở nhà đâu, em bận tí, em dặn anh Dương rồi anh nhé. Dạ vâng. Dạ. Dạ dạ. Đấy. Và chiếc xe này để chủ xe đã độ cả loa súp gầm đây quý bạn nhé. Loa Pioneer súp gầm. À, rất là đẹp luôn, rất là mới luôn quý bạn. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe Honda City 2014 model 2015 không chạy dịch vụ. Đấy, tay nắm cửa này. Đấy, tay nắm cửa toàn dán giả carbon đấy quý bạn ạ. Đến những cái bậc cửa này cũng thế. Tắp bi cánh cửa trước. Bên phụ đây quý bạn ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Đấy, tắp bi rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Ốc bản lề này. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Từ táp lô cho đến táp bi đều rất là mới này. Nội thất da cũng rất là mới đây quý bạn nhé. Tay phanh này, cần số này. Đấy, vô lăng này, quý vị các bạn thấy mới không ạ? Có đúng 8 vạn 2 chuẩn không ạ? Nếu như mà không phải 8 vạn 2 mà làm sao vô lăng nó còn đẹp như này ạ? Cần số đẹp như này ạ? Vô lăng nó đẹp như này ạ? Đấy. Tôi có clip tôi quay đồng hồ này tại nhà chủ xe luôn quý bạn nhé. Đấy. Với một chiếc xe độ như thế này, đẹp như thế này thì chắc chắn với một điều là không chạy dịch vụ là điều đương nhiên rồi quý bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cốp sau này. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi và nội thất thì rất là mới rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cabo này. Đấy, ốc cabo này là nó bẩn thôi quý bạn nhé, nhưng nguyên bản chưa có vết tháo này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, từ những cái ốc chân cabo cho đến những cái ốc tai còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Rất là đẹp. Đấy, và động cơ thì rất là mới. Chạy dịch vụ hay không chạy dịch vụ thì quý vị bạn xem về cái phần động cơ đấy nhé. Đây là những cái này là chủ xe dán vào thôi này. Đấy, đây cái này dán vào thôi quý vị bạn nhé. Đấy, thì động cơ của Honda mà lại chạy có 8 vạn 2 thì rất là mới, rất là đẹp như này nè. Từ nguyên bản, từ những cái ốc chân máy này. Ốc chân máy còn nguyên chấm sơn của nhà sản xuất này. Đấy, ốc mặt máy này còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, ốc mặt máy này còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này là nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước.
rất là mới đây các bạn nhé. Riêng về cái động cơ của những chiếc xe Honda thì được ví như những cái nồi đồng cối đá, đi rất là bền các bạn ạ. Và hơn nữa chiếc xe này mới lăn bánh được có 8,2 vạn thôi thì là cái động cơ nó rất là đẹp. Nếu như một chiếc xe chạy dịch vụ một năm cũng có khả năng chạy được đến 8,2 vạn các bạn ạ. Những chiếc xe chạy taxi, chạy dịch vụ mà chiếc xe này chạy từ năm 2014-15 đến bây giờ mới có 8,2 km thôi thì rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Honda City model 2015 này rồi. Đấy, về chiếc xe này thì rất là đẹp, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 368 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City 2015 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi mua về chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.